chương trình. Người dịch của cuốn sách này là người Việt, bà là bà Nguyễn Thị Thắm. Sách này kể về cuộc đời của nữ lãnh đạo Hillary Clinton. Lý do mà mình muốn chia sẻ cho các bạn nhân vật này: thứ nhất, bà có khả năng diễn đạt quan điểm cá nhân một cách xuất sắc. Thứ hai, bà là nữ lãnh đạo kiệt xuất của nước Mỹ được nhiều người biết đến. Và thứ ba, khi diễn thuyết, bà luôn nói một cách rõ ràng, có trọng tâm. Điều này khiến những người lắng nghe bà có thể dễ dàng hiểu được ý nghĩa của bài phát biểu của bà. Đây là những sự thật thú vị về bà Hillary Clinton. Thứ nhất, hồi xưa bà được mọi người biết đến trong vai trò phu nhân của tổng thống Mỹ Bill Clinton. Thứ hai, bà sở hữu biệt danh biểu tượng của quyền lực nữ giới. Và thứ ba, vì sao bà được sở hữu biệt danh này? Bởi vì bà đã sẵn sàng bênh vực kẻ yếu, người yếu vì sự công bằng trong xã hội. Và thời thơ ấu, khi lên 4 tuổi, Hillary Clinton đã từng là một cô bé không chỉ rất nhút nhát mà còn sợ hãi. Đặc biệt hơn nữa, bà còn hay bị bắt nạt bởi những đứa trẻ xung quanh. Nhưng nhờ mẹ đã chỉ dạy cho bà, nên bà đã dám đối mặt với các tình huống xung đột trong cuộc sống. Bà đã không để ai bắt nạt mình và tự biết bảo vệ bản thân. Đây là phần mình biết thứ nhất. Thì nếu mà các bạn đã từng đọc sách này thì các bạn có thể thấy rằng họ có nốt một câu nói của bà. Và đây chính là câu nói đấy. Câu nói như sau: chúng ta không có thời gian để lo sợ, phải dũng cảm đối mặt với thử thách mà có thể thay đổi được thế giới. Câu nói này chứng minh rằng nếu chúng ta nỗ lực, chúng ta kiên trì và chúng ta cố gắng để đạt được một mục đích nào đó thì chúng ta sẽ đạt được. Còn nếu chúng ta nghĩ rằng ôi, cái này khó quá, mình không làm được đâu, thì chúng ta sẽ hoàn toàn thất bại và không thể đạt được thứ mình mong muốn. Và đây là những bài học và thông điệp mà mình nhận được sau khi đọc cuốn truyện tranh này. Thứ nhất là chúng mình biết thêm rằng họ cố gắng mới có thành công. Thứ hai, đây là một tấm gương tốt để học hỏi. Thứ ba, bà là một người phụ nữ vĩ đại. Và thứ tư, hãy vượt qua mọi thứ cản trở chúng ta và hãy là chính mình. Vì sao chúng ta phải đọc sách? Đọc sách giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn, mở rộng tư duy và phát triển bản thân. Hơn nữa, cuốn sách là cánh cửa mở ra thế giới mới, nơi mà bạn có thể trải nghiệm vô số cuộc phiêu lưu, học hỏi từ sự giàu có của tri thức. Và đây là những cảm xúc mà mình cảm thấy khi đọc sách. Mình cảm thấy rất là vui vẻ, hứng thú và thoải mái, dễ chịu, sảng khoái và giảm căng thẳng. Các bạn biết không, sau mỗi lần học, các bạn nên đọc sách để thư giãn và biết thêm được nhiều tri thức. Nếu muốn đọc sách thì các bạn nên làm gì? Mình cảm thấy đọc sách là một hành động rất có ích. Các bạn nên tìm hiểu và lựa chọn những cuốn sách thật hay và ý nghĩa. Và đặc biệt hơn nữa, các bạn hãy xuống thư viện trường tiểu học để mua những cuốn sách thật thú vị nhé. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp các bạn.